Chào bạn, vậy là sau rất nhiều rò rỉ thì Xiaomi đã chính thức tung ra hai chiếc Redmi Note 5A và Note 5A Prime. Trong đó thì Redmi Note 5A sẽ là thiết bị có mức giá rẻ nhất của Xiaomi, kế thừa từ chiếc Redmi 4A. Còn chiếc Redmi Note 5A Prime sẽ nhấn mạnh vào camera selfie vô cùng ấn tượng. Và trong video này hãy cùng mình điểm lại những điểm ấn tượng nhất trên hai chiếc máy này nhé. Vâng, hôm nay tại Mac Mobile, các bạn sinh viên sẽ chứng kiến một chương trình khuyến mại hoàn toàn mới. Chỉ cần mang thẻ sinh viên hoặc giấy báo trúng tuyển đại học đến Mac Mobile mua hàng, các bạn sẽ được giảm trực tiếp vào hóa đơn mua hàng. Cụ thể, mua Xiaomi giảm ngay 100.000 đồng, mua iPhone giảm ngay 200.000 đồng. Chương trình kéo dài đến hết ngày 15 tháng 9. Đầu tiên về thiết kế thì dường như chúng ta sẽ không có quá nhiều thứ để nói khi mà Redmi Note 5A và Redmi Note 5A Prime được coi như là phiên bản phóng to của chiếc Redmi 4A và Redmi 4X với màn hình lớn hơn. Tuy nhiên thì Xiaomi cũng đã rất là khéo léo khi mà cải tiến một chút góp phần làm cho thiết bị trông đẹp mắt hơn. Trong đó chiếc Redmi Note 5A sẽ sử dụng cái thiết kế nguyên khối với các góc được bò tròn khá là giống với người đàn anh Redmi 4A. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ có một chút khác biệt khi thiết bị mới này sẽ có thiết kế đối xứng hoàn toàn từ trên xuống dưới với cụm camera trước và đèn flash được đối xứng với nhau. Cùng với đó thì giải loa đã được đưa xuống phía bên dưới cân bằng với giải mic thay vì ở mặt lưng như phiên bản Redmi 4A. Ngoài ra trên phiên bản Prime thì chúng ta sẽ có thêm một chiếc cảm biến vân tay ở mặt lưng giúp cho chúng ta có thể mở khóa thiết bị cũng như là bảo mật thiết bị một cách dễ dàng hơn. Trên phiên bản thường thì chúng ta sẽ không có. Về phần màn hình, Redmi Note 5A là phiên bản giá rẻ nên nó sẽ sử dụng cái màn hình 5,5 inch độ phân giải là HD, trong khi Redmi Note 5A Prime cao cấp hơn nó sẽ sử dụng màn hình là 5,5 inch nhưng độ phân giải sẽ là Full HD. Cả hai thì đều được bảo vệ bằng lớp kính cường lực Gorilla Glass và được phát cong 2,5D cho thao tác vuốt chạm là sướng hơn. Về camera thì camera sau của cả hai thiết bị đều là 13 megapixel có độ f/2.2. Tuy nhiên thì Redmi Note 5A sẽ chỉ được trang bị camera selfie là 5 megapixel, trong khi Note 5A Prime sẽ là thiết bị nhấn mạnh vào khả năng selfie với camera trước sử dụng cảm biến 16 megapixel có độ f/2.0, đồng thời sẽ được trang bị đèn flash ở mặt trước. Thiết bị sẽ hứa hẹn sẽ cho chúng ta những cái bức ảnh ảo tung chảo luôn. Về cấu hình thì Redmi Note 5A sở hữu cấu hình của chiếc Redmi 4A với con chip Snapdragon 425 cùng với dung lượng RAM là 2GB, bộ nhớ trong là 16GB. Trong khi Redmi Note 5A Prime sẽ sử dụng cấu hình của chiếc Redmi 4X với con chip Snapdragon 435 cùng với dung lượng RAM tự chọn 3 hoặc là 4GB, tương ứng với bộ nhớ trong là 32 hoặc là 64GB. Và điều đặc biệt trên cả hai chiếc máy này đó chính là chúng ta đã có khay SIM hoàn toàn mới, cho phép chúng ta lắp đồng thời hai SIM và một thẻ nhớ luôn chứ không còn dạng line như trước đây. Về thời lượng pin thì cả hai phiên bản thường và phiên bản Prime đều được trang bị viên pin là 3080 mAh. Về phần mềm thì cả hai thiết bị của chúng ta khi được bán ra đều được chạy trên phiên bản MIUI V9 dựa trên nền tảng Android 7, hứa hẹn sẽ cho hiệu năng tốt hơn đáng kể so với người tiền nhiệm. Và cuối cùng đó chính là phần giá bán. Redmi Note 5A đang có mức giá chỉ từ 105 USD, tương đương khoảng 2,4 triệu đồng, trong khi Redmi Note 5A Prime phiên bản 3GB bộ nhớ RAM và 32GB bộ nhớ trong có giá bán chỉ từ 135 USD, tương đương khoảng 3 triệu đồng. Còn phiên bản RAM 4GB bộ nhớ trong 64GB có mức giá chỉ từ 180 USD, tương đương khoảng 4 triệu đồng. Trên đây là tổng hợp của mình về hai chiếc Redmi Note 5A và Redmi Note 5A Prime. Các bạn thấy sao về hai chiếc máy này? Hãy để lại ý kiến của mình ở phía phần bình luận. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.